Hai mọi người lại ra tối đây. Trưa nay chúng ta sẽ ăn món cá tra nấu canh chua bông súng mọi người, với bắp cải mọi người, như cá tra chân tư mọi người, tráng miệng có dưa hấu mọi người, watermelon mọi người, dưa lụ đỏ mọi người, nước chấm có nước mắm mặn mọi người, mắm mặn như nước mắm mặn mọi người, mắm chanh tỏi ớt, với trà đá mọi người, trà tắm Thái Nguyên. Cái cha nấu canh chua bông súng bắp cải mọi người. Này cái chai chân tư mọi người, chân tư chiên lạc đó mọi người. Dưa hấu mọi người, watermelon, melon water mọi người. Cơm mọi người. Hai chai lựu mọi người, hai chai lựu đỏ. Ly trà đá mọi người, trà tắm Thái Nguyên. Nước mắm mặn mọi người, mắm chanh tỏi ớt. Nước mắm mặn mọi người. Tiếng không mọi người, tiếng không mình xương. Mổ mọi người, đổ mọi người, mở bọc gió cho nó mát mát mọi người. Mời mọi người ăn cơm, cơm mọi người, cơm thôi. Canh chua nấu vừa ăn mà vừa ăn xíu mắm nó là vừa, này mà ngọt thì tùy mọi người, có nhiều người ăn nhé. Như ăn hơi có quyết thì ăn đúng thơm nè. Súng lúng giòn luôn. Bắp cải giòn luôn. Bắp cải. Nước là ngon mà. Này chân cơm thì cái miếng nó ngấm hấp nhiệt hơn miếng dừa ăn. Tôi làm ở nhà có trồng cái lụ luôn, bỏ chậu trồng nó có trái ra ăn đập mà. Chưa kịp bự luôn rồi, còn non non là bị hái hết rồi, cái nhân lực nó hái hết.
tôi ăn ngoài khó rồi. Món canh chua mà đầu cá tra này mọi cũng bự vậy mọi người, mà giá nó cũng vậy mọi người, chứ không có thêm tiền. Mình có đều tùy chỗ làm, có chỗ làm tanh quá ăn không nổi mà. Nhìn nó bự nó ngon dễ nhưng mà tanh quá ăn thời thua mà. Nấu ngoài nấu hơi bị vậy mà món cá không biết làm giờ làm với số lượng lớn người ta cạo tẩy không biết cách xử lý không mà đó ăn dễ bị tanh lắm mà. Bình thường làm là tôi không có ăn ớt không mà, nhưng mà ông ngoại ăn mấy món cá là phải ăn ớt mà, còn cà chay để mà nó dặn là bớt không. Sau này đi làm thì ăn ok hơn được, trước thì ăn nhiều chỗ cũng ấy. Giờ cái gì cũng vậy mà. Nằm dưới không thấy luôn mà. Kèm với nước. Cá tươi mà ngon mà mình cảm giác nó tươi cho mọi người.
Được ra ứng dụng khá ngon mà tươi, bên ngoài nó giòn giòn mà trong mềm đều dai. Chấm mắm ngon mà cảm giác đầu tư cho mình nha. Nghe thấy cái đầu cũng nhỏ mà tưởng đầu nhỏ thì người không mới chuyên trả thêm luôn. Dưới lâm ăn đồ ăn với dứt quen luôn mà ăn cơm hết rồi, sau lần ăn cơm mà nhiêu đây là đủ rồi. Ok, dưa hấu là nó được mà không ngọt lắm. Không nhiều không? Làm hai miếng cho đủ cặp luôn. Nhỏ là thích mê lông, mê lông qua tơ mà đi hấu mà nhỏ thích ăn
này dưa hấu còn ấy nữa, hộp nó còn non nha, về hộp nó còn dần dần trắng trắng nữa, như chưa có đỏ đen, đen nó mới non, nó mới già, cùng lên trái nữa. Chà chát nè. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người canh chua nóng ngon mọi người, cá cha nóng chua bông súng bắp cải ngon mọi người, nấu nước ngon, cá ăn ngon mọi người, cá chiên nó cũng tươi mọi người, ăn tươi giòn mọi người, ngoài giòn trong nó mềm mềm dai dai mọi người, ăn ngon cho nó tươi mọi người. Dưa hấu thì ăn cũng được mọi người, ăn được đó. Còn hai trái lựu đỏ này để mời ăn mọi người, chắc ăn với dưa hấu, lựu đỏ mời ăn cũng được, không chắc mọi người. Còn dưa hấu lại mấy ngày mọi người. Chặt không chắc mình, chắc nó chầm bụng dữ ngày, cái cảm giác nó đồ nó hơi yếu mổ này cái nó lạc dữ dữ uống cạnh với quyền cho ngon rồi. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một bữa trưa thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.